thì tôi xin đến với cái bài trình bày đầu tiên, đó là về nói về cái vai trò của eosinophil máu ở trong thực hành lâm sàng tăng giảm bậc điều trị CVD. Thì thực ra khi mà nói về cái tế bào toan trong máu đó, mình thấy hấp dẫn lắm. Nó hấp dẫn bởi vì là chỉ cần lấy máu ra thôi là mình có được kết quả. Rồi dựa vào cái kết quả đó, mình sẽ điều trị như thế nào. Mọi việc thật là đơn giản như vậy. Và quả nhiên ở trong cái hướng dẫn của Gold năm 2021, nó cũng một lần nữa, nó khẳng định lại cái vai trò của eosinophil trong máu. Thì để mà khởi động cái điều trị như vậy thì người ta khuyến cáo ở trong là nhóm D với eosinophil lớn hơn 300 sẽ dùng ICS là 3. Và sau đó nữa là sau khi đã điều trị rồi, người ta có thể căn cứ vô cái triệu chứng của bệnh nhân có còn hay không và cái đợt cấp của bệnh nhân có còn hay không. Và một lần nữa cái vai trò của eosinophil cũng hiện ra để xem thử rằng cái ngưỡng của nó có phải là lớn hơn 300 khi bệnh nhân chỉ có một đợt cấp, hoặc lớn hơn 100 đối với bệnh nhân có hai đợt cấp CVD, để mà thêm cái ICS vô cái chế độ điều trị chưa có ICS để làm giảm tốt hơn nữa cái đợt cấp. Hoặc là trên những người bệnh nhân đã có điều trị bằng tam trị liệu ICS là ba là ma rồi, thì lúc này cũng phải suy nghĩ câu chuyện rút bớt cái ICS ra. Sau đó trong Gold 2021 cũng đo có một cái bảng rất là rõ ràng để giúp chúng ta nhận định được rằng khi nào thì mình dùng thêm ICS, khi nào thì mình thôi đừng có dùng ICS nữa, khi nào thì cứ phải cân nhắc, cân nhắc. Thì như vậy thì cái vai trò của eosinophil trong máu nó hiện ra, tôi nhìn thấy được là ở đây nó có một cái sự nuối tiếc đối với cái sản phẩm ICS, corticoid đường hít. Người ta biết rằng ở trong cái CBD thì có lẽ nó không có đáp ứng, nhưng mà bỏ hẳn cái ICS qua một bên thì người ta không có đành. Cho nên người ta coi thử những cái bối cảnh nào cần phải dùng ICS, và trong cái khi đó người ta nghĩ đến những cái mặt cơ. Thì để nói về cái ICS đó, thì nó sẽ có hiệu quả trong trường hợp viêm qua trung gian của tế bào ái toan. Như vậy cái tốt nhất là khạc đàm ra, lấy cái tế bào eosinophil trong đàm, đếm, nếu nó tăng thì là viêm qua trung gian của tế bào ái toan, dùng ICS, nếu nó thấp thì không phải. Nhưng mà việc khạc đàm ra và đếm tế bào ái toan quả thật là một thách thức trên thực hành lâm sàng. Người ta mới nói, thôi thì hãy dùng một cái chỉ số thay thế, đó là eosinophil máu. Và như vậy thì cái bài hôm nay mình sẽ nhìn thấy được những cái lăng tăng của bác sĩ lâm sàng khi mà ta sử dụng cái eosinophil máu này trong hướng dẫn điều trị. Cái lăng tăng đầu tiên của người ta là tại sao mà cái việc dùng ICS mà bỏ thì thương vương thì tội như vậy trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cái điều số 2 người ta lo lắng là gì? Không biết rằng tôi dùng cái eosinophil trong máu thì tôi có thể là có giá trị và tin cậy để tiên đoán tăng eosinophil trong đàm, nghĩa là tăng tiên đoán được cái hiện tượng viêm qua trung gian của tế bào ái toan, rồi từ đó chúng tôi dùng ICS một cách tốt hay không. Và cuối cùng thì với những chứng cứ như thế, mình áp dụng trong thực hành lâm sàng ra sao? Đầu tiên phải nói về những nguy cơ trong điều trị COPD với ICS thì như thế nào. Thì có lẽ tất cả các quý vị đồng nghiệp thì cũng đã nắm cái này và đã được trình bày rất là nhiều lần rồi. Sử dụng ICS trên bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính lâu ngày, nó sẽ làm tăng gấp rưỡi cái nguy cơ viêm phổi do CVD, bất kể cái liều lượng và hoạt chất ICS ra sao. Và điều đó được thực hiện được rất là nhiều những thử nghiệm lâm sàng đã khẳng định được điều đó, không còn gì nghi ngờ nữa khi sử dụng ICS trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tăng nguy cơ viêm phổi. Và những người mà bị viêm phổi trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì nguy cơ tử vong của họ sẽ cao hơn trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Sự sử dụng kéo dài của ICS không những thế, nó làm tăng cái nguy cơ nhiễm lao, tái hoạt của vi khuẩn lao, hoặc là nhiễm những mycobacterium không lao. Đó làm tăng cái nguy cơ bị đái tháo đường khởi phát sớm hơn và làm tăng nguy cơ loãng xương sớm hơn. Qua những cái slide này mình thấy, ôi nếu mà tôi dùng ICS cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tôi có thể đem lại cho bệnh nhân rất là nhiều những cái nguy cơ như thế. Vậy thì tôi hãy bỏ hẳn cái ICS qua một bên đi. Nhưng điều thì lại không dễ dàng như thế. Bởi vì nếu bỏ qua mà nhỡ trên những bệnh nhân có một cái cơ hội nào đó nó đáp ứng với ICS thì lại rất là tiếc. Vậy ai là những người có thể đáp ứng được với ICS? Bây giờ người ta viện dẫn đến eosinophil. Vậy thì eosinophil có giá trị và tin cậy trong đánh giá viêm qua trung gian của tế bào ái toan hay không?
Trên sơ đồ này quý vị thấy con đường di chuyển của eosinophil ở trong tế bào tiền thân eosinophil ở trong tủy xương dưới tác dụng của interleukin 5, nó trở thành tế bào eosinophil trưởng thành, sau đó ra máu, rồi từ máu nó mới di chuyển vào trong phổi, nơi mà nó đã tham gia những cái hoạt động mà gây viêm của eosinophil. Và nhìn qua cái sơ đồ này thì mình nghĩ rằng nếu như eosinophil ở trong máu tăng lên thì có lẽ là eosinophil trong phổi cũng tăng lên, cho nên chúng ta có thể nhìn vì điều đó mà tiên đoán được. Người ta mới làm khảo sát xem thử rằng vậy thì trên những bệnh nhân dân số, bệnh nhân CBD thì cái tỷ lệ mà tăng eosinophil máu nó có nhiều hay không, thì tùy theo cái ngưỡng mà người ta lựa chọn. Ví dụ là dựa với sự trị số tuyệt đối của eosinophil trong máu là 200 con, là 150 con, hay là 300 con, hay là phần trăm là 2% hay 3%. Thì ví dụ ở đây, nếu người ta lấy cái ngưỡng là 300 con eosinophil trong 1 mm khối, thì cái tỷ lệ đó nó có thể là 22-24%. Vậy chúng ta có thể quyết định một cách nhanh chóng rằng có đến 1/4 bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là viêm qua trung gian của tế bào ái toan hay không? Người ta mới làm nghiên cứu lại. Bây giờ chúng ta hãy lấy eosinophil trong máu và lấy eosinophil trong đàm. Chúng ta khám sự cái sự liên quan của nó như thế nào? Thì người ta thấy rằng, ở đây nó có một cái sự liên quan của tăng eosinophil trong máu lớn 2% và eosinophil trong đàm lớn hơn 3%. Nhưng xin thưa, cái hệ số tương quan của nó không có cao, nó 0,2 cho đến 0,4. Đó là kết quả của nghiên cứu ECLIP. Cái eosinophil trong máu, nếu nó lớn 250 con trên 1 mm khối, thì nó có thể tiên đoán được eosinophil trong đàm là 2%. Và cái mức tiên đoán đó có ý nghĩa thống kê. Nhưng tiếc thay, cái tỷ lệ âm tính giả nó lại đạt đến 50%. Nghĩa là sao? Nghĩa là nó không có tăng lên, thì eosinophil trong máu không có tăng lên, thì eosinophil trong đàm cũng tăng nữa. Khi mà người ta làm cái đường cong rock group để người ta xem thử cái khả năng tiên đoán của một bên là eosinophil máu và bên kia eosinophil đàm thì sao? Thì người ta thấy rằng nếu lấy cái mốc là eosinophil máu lớn 300 con trên 1 mm khối thì nó có thể tiên đoán tăng eosinophil đàm lớn 3% trên eosinophil giai đoạn ngoài đợt cấp, và cái AUC nó là 0,76, nghĩa là mức độ tiên đoán ở mức độ khá thôi. Còn nếu mà lớn hơn 2% trên CBD trong đợt cấp, nó là 0,85, nghĩa là độ tiên đoán lại cao hơn nữa. Như vậy qua cái slide này mình kết luận là gì? Tôi có thể dùng eosinophil trong máu để tiên đoán sự gia tăng của eosinophil trong đàm. Tuy nhiên, sự tiên đoán đó không phải là 1:1, mà nó còn đâu đó có những gì mà mình cần phải suy nghĩ. Bây giờ mình bỏ qua chuyện đó. Cái chuyện tăng eosinophil máu tôi không cần. Tôi chỉ cần biết là cứ tăng eosinophil ở trong đàm, tôi không cần. Tôi chỉ cần biết là cứ tăng eosinophil máu thì tôi cho ICS vào. Vậy thì tôi cho ICS vào, nếu mà nó diễn dịch ra là cái kết quả giảm được đợt cấp, làm cải thiện được FEV1 các thứ, thì tôi có thể dựa vào eosinophil máu. Vậy kết quả những thử nghiệm lâm sàng như thế nào? Trên cái slide này thì quý vị thấy có khá là nhiều nghiên cứu, với những nghiên cứu ECLIP, nghiên cứu Tristan, nghiên cứu ISON cũng khẳng định được điều đó. Trên những bệnh nhân nào có eosinophil trong máu tăng cao một chút mà được điều trị bằng ICS thì quả nhiên là mang lại hiệu quả về mặt lâm sàng. Thế nhưng cũng có nghiên cứu FLAME cho rằng điều đó không xảy ra. Nghĩa là cái hiệu quả của LABA/LAMA so với LABA/ICS trên đợt cấp của CBD là không có hề liên quan đến số lượng eosinophil trong máu. Người ta lại quay qua, thôi bây giờ không có phải cho vô nữa thì giờ rút ra thì sao? Thì trong nghiên cứu Wisdom thì người ta bắt đầu rút ra những người đang có sử dụng ICS, LABA, LAMA một thời gian đang ổn định rồi. Tôi rút bớt ICS ra và tôi xem thử nó có kích phát cơn cấp hay không. Thì người ta ghi nhận rằng trên những người bệnh nhân nào có eosinophil trong máu nó tăng lên đó, thì rút bớt cái ICS ra nó vô cơn cấp. Làm ta khiến nghĩ rằng trên những bệnh nhân có tăng eosinophil trong máu thì đừng nên rút cái ICS ra. Điều đó cho thấy rằng vậy thì có lẽ là trong cái bệnh nhân mà CBD đó, vai trò của eosinophil quan trọng lắm. Bây giờ chúng ta dùng cái điều trị trúng đích. Trúng đích người ta dùng benzalizumab là một anti-interleukin 5 để dùng cho bệnh nhân đó. Và tôi nghĩ rằng nếu mà tôi dùng cái đó vô thì đương nhiên là eosinophil trong máu sẽ giảm và sẽ dẫn tới là giảm được đợt cấp của CBD. Nhưng kết quả thật là đáng tiếc cho cái công ty làm cái thuốc này. Nó không có giảm được. Ở đây mình lại lần khần. Không biết là tốt hay không. Trong nghiên cứu IMPACT, để người ta so sánh điều trị bộ 3 với điều trị bộ đôi,
bằng là hai thuốc giãn phế quản hoặc là một thuốc là LABA với ACS. Thì một điều quan trọng là gì? Rõ ràng là eosinophil trong máu nó có đâu đó liên quan đến cái hiệu quả dùng ICS cho bệnh nhân này. Nhưng mà cái điều mà chỉ ra trong impact là gì? Cái sự liên quan đó nó có cái mối liên quan định lượng với cái số lượng của eosinophil trong máu. Khi mà số lượng eosinophil trong máu càng nhiều, lên 500, 600 thì cái sự cách biệt là rất là rõ ràng. Và cái chỉ số trên giữa cái điều trị, chế độ điều trị có ICS với chế độ điều trị không có ICS, một lần nữa nó cũng liên quan đến số lượng của tế bào hải toàn. Tế bào ra càng nhiều thì nó sẽ càng có hiệu quả rõ ràng hơn. Và như vậy thì từ những cái kết quả nghiên cứu đó thì chúng ta thấy là không phải là 10 người như một đâu, thì cũng có 5 người như một hay là 4 người như một thôi, nhưng cũng đâu đó có những người không như một. Nó mới dẫn đến câu chuyện là ok, vậy thì tăng cái eosinophil ở trong máu nó sẽ liên quan đến đợt cấp. Đó là rút eosinophil máu, đợt cấp nó sẽ tăng lên và những cái điều khác mà tốt để đưa eosinophil vào. Như vậy, tôi muốn cần biết đến cái tính giá trị của eosinophil trong máu tăng. Vậy thì tôi muốn rằng tăng eosinophil máu thì nói đúng là tăng eosinophil trong đàm và viêm qua trung gian của tế bào hải toàn. Và cái giá trị của điều đó đã được rút qua từ những nghiên cứu hậu kiểm post hoc để so sánh ICS LABA với lại là LABA, hoặc là những cái nghiên cứu mà đã phân tích chi nhóm bệnh nhân từ trước để mà so sánh như vậy, hoặc là nghiên cứu rút cái ICS ra khỏi quá trình điều trị. Đa số các nghiên cứu mình phải công nhận được rằng họ đã khẳng định được giá trị eosinophil máu một phần nào đó để giúp tiên đoán được viêm qua trung gian của tế bào hải toàn. Nhưng mà không phải là tất cả. Và một trong những điều mà người ta nói tới, thì ra các tình trạng bệnh nền, bệnh đồng mắt là hen suyễn, đó là một cái yếu tố mà gây nhiễu nghiêm trọng trong những thử nghiệm này, làm cho cái vai trò của eosinophil nó không rõ ràng. Vậy thì còn tính tin cậy thì như thế nào? Nghĩa là ngày hôm nay tôi tiên đoán đó là viêm qua trung gian của tế bào hải toàn, thì ngày hôm sau nó cũng sẽ là viêm qua trung gian của tế bào hải toàn. Là sự lặp đi lặp lại của xét nghiệm, nó sẽ ra cùng một kết quả, thì xét nghiệm đấy mới gọi là sự tin cậy. Thế thì eosinophil máu có tin cậy hay không? Người ta thấy rằng là cái việc có tin cậy không thì nó liên quan đến cái đặc tính hay biến thiên của eosinophil ở trong máu. Thì người ta thấy rằng là trên những người bệnh nhân CBD vào đợt cấp, trên những người bệnh nhân CBD mà nó có nhiễm ký sinh trùng, trên những người bệnh nhân CBD mà cái nền, cái giá trị eosinophil trong máu nền nó cao sẵn, thì những cái chỉ số eosinophil máu nó biến thiên rất là nhiều. Nghĩa là hôm nay nó tên là A, ngày mai nó tên là B, hôm nay nó thấp, ngày mai nó cao. Như vậy là cái tính tin cậy của nó không thật là tốt. Và một đặc điểm nữa là cái sự ổn định của nó theo thời gian. Thì trong một cái nghiên cứu mà trong 10 năm theo dõi, người ta theo dõi trên 38.000 bệnh nhân CBD và 90.000 bệnh nhân không có CBD. Người ta so sánh là gì? Nếu mà anh mà bị CBD thì cái đặc tính eosinophil của anh là biến thiên rất là nhiều. Và như vậy đến 85% thì ổn định sau 6 tháng. Nhưng mà đến 1 năm thì chỉ còn có 62%. Và sau hơn nữa thì nó cái độ ổn định nó càng giảm xuống. Như vậy qua cái slide này mình cho thấy eosinophil máu nó có thể là không thật sự là đáng tin cậy để mà chẩn đoán được tình trạng viêm qua trung gian của tế bào hải toàn ở trong CBD. Như vậy chúng ta sẽ áp dụng cái này như thế nào? Áp dụng cái này như thế nào thì chúng ta sẽ có hướng dẫn của cái GOL năm 2020, năm 2021 đã hướng dẫn dân dựng cái chuyện này. Ở trong đó người ta căn cứ vào hai cái tiêu chí, một là số lượng tế bào eosinophil trong máu trên 300 con hay không, và đợt cấp có thường xuyên hay không. Khi mà mình phối hợp lại hai yếu tố đó thì người ta sẽ chỉ định được cái ICS cho bệnh nhân. Còn khi rút ra như thế nào thì chúng ta sẽ lần lượt, chúng ta sẽ thấy những cái mà người ta sẽ phải hỏi. Cái hỏi đầu tiên thứ nhất là bệnh nhân có tiền sử hen hay không. Nếu có hen thì vẫn tiếp tục điều trị hoài. Thứ hai là người ta xem thử là có tiền căn đợt cấp thường xuyên hay không. Nếu có thì sẽ điều trị hoài. Và cuối cùng người ta mới hỏi đến eosinophil máu có lớn 300 con không. Như vậy cái vai trò của eosinophil máu trong vấn đề tăng và giảm điều trị nó không phải là duy nhất nữa, mà nó là một trong các thành tố để mình đánh giá. Tôi xin nhắc lại, đó là tiền căn kết hợp bệnh nhân có hen hay không, đó là tiền căn đợt cấp thường xuyên hay không, và thứ ba mới nói là eosinophil máu có tăng hay không. Điều đó cũng được lặp lại trong hướng dẫn của IRS năm 2020 và cũng có lưu đồ và tăng bậc và giảm bậc tương tự như vậy. Và nhưng mà không phải mọi nơi đều nói cùng một giọng điệu đâu.
Thì ở đây, ở châu Âu thì nói như thế, nhưng mà qua ATS á, ở bên Mỹ á, thì hạ bậc ICS thì sẽ không dựa trên eosinophil nữa. Và vai trò của eosinophil mà cái eosinophil nó tăng lên thì có thêm ICS không? Thì người ta nói rằng tôi không khuyến cáo chống lại, nhưng tôi cũng không khuyến cáo ủng hộ trong việc sử dụng thêm ICS trong cái này. Như vậy là người ta thấy gì? Là thấy từ cái hướng dẫn bên này chạy có hướng dẫn bên khác đã có sự thay đổi rồi. Trong nghiên cứu Sunset mà người ta thực hiện lại, nó cũng cùng một cái tuồng giống như là nghiên cứu Wisdom, tức là rút bớt ICS trong chế độ điều trị ra. Thì như thế nào? Thì trong nghiên cứu này, chúng ta lại thấy một điểm là nếu trên bệnh nhân mà có eosinophil máu nhỏ hơn 300 con, thì việc rút cái ICS ra không có ảnh hưởng gì hết trên cái tỷ lệ đợt cấp cũng như là sự sụt giảm của cái FV1 của trên bệnh nhân. Như vậy thì tôi sẽ đến cái phần kết luận của cái bài trình bày này. Nó có 3 ý. Ý thứ nhất, việc lạm dụng ICS điều trị CBD đã đặt bệnh nhân trước rất là nhiều nguy cơ như là viêm phổi, lao phổi, đái tháo đường, loãng xương. Eosinophil trong máu là một chỉ số có thể giúp để chỉ định ICS trên bệnh nhân CBD. Tuy nhiên, cái tính giá trị và tính tin cậy của nó thì chưa phải ở mức tối ưu. Và các khuyến cáo trên thế giới thì chưa hoàn toàn đồng lòng ủng hộ việc dùng eosinophil máu trong hướng dẫn kết hợp ICS trong điều trị CBD. Riêng về bản thân tôi, thật sự tôi cũng xin thú thật với các quý vị là tôi không dùng eosinophil máu như là một chỉ số duy nhất trong hướng dẫn điều trị ICS, mà tôi vẫn thêm cái tiền căn bị hen, và tôi còn kết hợp thêm là cái nồng độ FENO trong hơi thở ra để có thể chỉ định ICS phù hợp. Tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi tất cả quý vị đồng nghiệp.